Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 5, rãnh áp thấp có trục 23 đến 25 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như sau: Hoàng Nông 96,4 mm, Yên Lãng 67,2 mm, Minh Tiến 39,8 mm. Trong mưa dông đã xảy ra sấm sét, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, trời mát. Dự báo thời tiết Thái Nguyên thứ năm ngày mùng 9 tháng 5, tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai mùng 9 tháng 5, mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và úng ngập trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp đô thị thuộc huyện Đại Từ như Hoàng Nông, Yên Lãng, Minh Tiến, Mỹ Yên. Nguy cơ trung bình xảy ra tại các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có khả năng cuốn trôi người, gia súc, tài sản, hoa màu ven sông suối, ngập cầu tràn, sạt lở ta luy dương, các công trình giao thông thủy lợi, bãi thải, hầm mỏ, ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp, đô thị. Vì vậy, quý vị và các bạn cần chú ý theo dõi các thông tin về tình hình thời tiết và chủ động có các biện pháp phòng tránh. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết Thái Nguyên. Còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai, các khu vực trên cả nước và một số thành phố trên thế giới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.